Mình chào cả nhà đến với kênh Minh Hải Nhà Đất Kiên Giang. Và lời đầu tiên cho phép Minh Hải xin gửi đến toàn thể cô chú anh chị đang xem video ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc. Và ngày hôm nay Minh Hải sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một ngôi nhà vừa mới hoàn thiện xong ở trên đường Tăng Bạc Hổ, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Với con lộ hiện hữu của chúng ta là lộ 5m, lề là 4m cả nhà. Ở đây mình có một cái căn nhà trệt đang kêu bán với diện tích là ngang 5m, dài 19m, thổ cư là 100%. Hướng của ngôi nhà là hướng đông. Bây giờ thì hãy mời cả nhà chúng ta sẽ vào bên trong tham quan ngôi nhà của chúng ta ha. Nhà của chúng ta thì cao hơn mặt lộ tổng khoảng là 5 tấc nha cả nhà. Và được thiết kế bởi và có một cái sân đậu xe tổng khoảng là 3m nè. Thì sân đậu xe này thì được bao bọc bởi hàng rào sắt kiên cố ha. Có tường cao lên tổng khoảng là 3m luôn. Ở trước mấy kết nhà thì chủ có lớp một miếng nhựa gỗ rất đẹp ha cả nhà ha. Cửa nhà mình là cửa nhôm Sifa 4 cánh kết hợp với kính cường lực khá là chắc chắn luôn nè. Và bây giờ thì Hải đang có mặt ở phòng khách của ngôi nhà của chúng ta. Thì phòng khách của chúng ta thì có chiều dài tầm khoảng là 4m. Ở đây thì chủ lót gạch đá văn mây màu trắng kính bóng ha. Ở phía bên tường bên cạnh tivi thì chủ ốp một cái miếng nhựa sống dài lên tới trên trần luôn. Và kèm theo đó là một cái miếng nhựa để kệ tivi nè, nhựa dân mây. Ở phía tường thì chủ sơn một cái màu xanh, nhìn điểm nhấn khá là đẹp nha cả nhà. Ở phía tường bên đối diện bên đây thì chủ thiết kế cho chúng ta những cái chỉ viền nè, nhìn khá là tinh xảo ha. Và có cả luôn cái đồng hồ của chúng ta ở đây nữa. Trần nhà thì trần thạch cao và chủ đã lắp một cái đèn khá là đẹp, thả xuống nhìn rất là xinh xắn nha cả nhà. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ đi đến vào cái lối đi. Cái lối đi của chúng ta thì có chiều ngang tầm khoảng là 1m2 ha. Ở phía sau phòng khách đó chính là một cái phòng ngủ nè. Cái phòng ngủ này thì có diện tích tầm khoảng là 20m2. Ở đây thì chủ lót gạch phòng ngủ là gạch dạ gỗ nha. Và có điểm nhấn cũng là màu xanh nè. Trần nhà cũng màu xanh nha cả nhà, trần thạch cao. Ở ngoài ra thì chủ còn có lắp thêm một cái chỉ nè, ốp tường lên đây là tầm khoảng là 1 tấc ha cả nhà ha. Ở phía đường đó đi thì chủ có bố trí cho chúng ta một cái giếng trời để chúng ta lấy sáng ha. Thì ở khoảng không gian này thì chủ lót gạch đá thẻ đá nhỏ nhỏ cả nhà, nhìn rất là xinh xắn ha. Và có lắp sẵn đèn cho chúng ta luôn. Tiếp đến nữa thì chúng ta còn có thêm một cái phòng. Phòng này có diện tích rộng hơn phòng trước tại vì nó có thêm một cái toilet ở phía trong luôn, cũng ốp gạch da gỗ. Và hơn ở phòng trước là có một cái toilet nè. Một toilet này thì khá là dài nha, nó ngang tầm khoảng là 1m2 và dài là 3m nha cả nhà. Ở đây thì chủ ốp gạch lên tới trên trần luôn ha, nhìn khá là sang trọng luôn. Và chủ đã bố trí đầy đủ công năng của một cái nhà vệ sinh cho mình ha. Ở phía tường thì chủ luôn cũng chạy một cái viền chỉ này cả nhà, nhìn khá là cổ điển ha, mà đẹp, rất là đẹp. Tiếp đến nữa thì chúng ta còn có một cái toilet dùng chung ở phía bên ngoài. Thì toilet này thì có chiều ngang tầm khoảng cũng là 1m2 và dài là 3m. Ở đây thì chủ cũng đã ốp gạch lên tới trên nha cả nhà, nhìn khá là sang trọng và sạch sẽ ha. Tiếp đến nữa thì đó chính là không gian nhà bếp của chúng ta nè. Thì nhà bếp của chúng ta khá dài và rộng, nó có chiều dài tầm khoảng là 4m. Ở đây thì chủ bố trí bếp hình L nha. Và được bố trí luôn tủ bếp trên và tủ bếp dưới màu xám nha cả nhà. Cái bếp thì được làm bằng đá granite chân mây. Ở đây thì mặt dựng thì được làm bằng gạch kính bóng nha, 8 tấc. Ở phía bên bồn rửa tay thì chủ còn lắp cho chúng ta một cái cửa sổ nè để mở cửa cho thông thoáng nè. Trần nhà mình là trần thạch cao và có đèn led nha cả nhà. Và có 3 bóng đèn tròn, nhìn khá là xinh ha. Kế tiếp nữa thì mình còn có thêm 1m sân sau nè. Ở sân sau này thì chủ bố trí cho chúng ta là 2 cái vòi để có thể rửa rau ha cả nhà ha.
Nhìn không gian cảnh xung quanh thì khá là đẹp và bắt mắt nha cả nhà. Hãy xin sơ lại thông tin về diện tích ngôi nhà của chúng ta ha. Nhà của chúng ta nằm ở trên đường Mặt Tiền Tăng Bạc Hổ, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cách đầu đường Ngọc Hân Công Chúa tầm khoảng là 50m. Nhà của chúng ta thì có đường lộ là 5m, lề là 3m. Nhà mình gồm có là một sân đậu xe, phòng khách, hai phòng ngủ, hai toilet, bếp và có sân sau nữa. Với diện tích là 5 x 19m, thổ cư là 100%. Và hiện tại chủ đang kêu bán ngôi nhà này với giá là 1 tỷ 890 triệu cả nhà. Có thương lượng và có hỗ trợ ngân hàng cho khách hàng thiện chí. Để biết thêm thông tin chi tiết về ngôi nhà này thì xin cả nhà vui lòng gọi số điện thoại của Minh Hải là 0782333680. Một lần nữa Minh Hải xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hải và cả nhà ở video kế tiếp. Bấm đăng ký kênh và ủng hộ Minh Hải cho những video tiếp theo cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.